mà nếu mà mình vô này thuốc phải chừng bao nhiêu ký thuốc cái trời. Hai ba chục ký dài kìa, mưa luôn rồi. Tới công chuyện luôn, tới công chuyện thiệt chứ. Ý, quá quá khéo. Được một con như cái nhà. Quá ghét, quá khét, quá khét rồi, quá khét rồi. Nhắc xuống. Hả? Khét nhắc xuống. Quá mau vậy ta, câu mau vậy? Con mau quá, con. Đợi coi bự không? Hả? Cũng vừa vừa. Đây nha cả nhà. Mình câu bằng cái mồi của con tôm nha. Đây. Cái sợi dây găng thì mình xe lại nè. Mình xe hai sợi dây găng lại với nhau để mình có cái độ mà mình xé vô cái hang của con Trịnh. Câu dễ biết làm nào hết nội trời. Đây có cái lưỡi câu nè. Trịnh ăn mà nó không ăn nước nội. Đây, đã dính đường con rồi nha. Đó. Dễ cái bằng quá ha, sáng ra làm vậy vài con cái vô đủ ăn rồi. Sáng làm 5 con đủ ăn rồi. Bằng ngón tay. Quá khéo, quá khéo. Chút mà vô chổng rộng cái bây xài chặt nhát mình ăn sống luôn. Dằn néo. Nó giờ mình đi tìm cái hang nữa nha. Tại vì nước không được trong á nên mình dòm cái hang nó không kỹ. Chứ lại nước nó còn quá trời sâu rồi. Công. Đây đâu có 1 chục công đâu. 20 công thôi mà. Miếng vô gì đó. Hả? Dây gì lắm. Anh mướn 1 chục công thì anh mướn cô ba vô chặn ngang. Sao? 1 chục công ơi, anh làm ngủ, không làm nổi rồi. Mà anh có lại cái này quá. Ôi! Quá quá, khoan cầm lên cái anh bẫy. Cứt xong luôn bây giờ. Muốn chết rồi. Tiền nhầy, bắt không kịp, bắt không kịp. Bắt không kịp cái lúc mà kéo lên này. Làm hết rồi. Chính tìm con nữa nè. Cũng ra nó ăn, nó không ăn sâu ha. Ở đó hang đó anh bảy. Hang bảy khét à. Ngày nào mình vui giữa trời lũ ra câu thử rồi. Hai con. Máu Trịnh qua bên tay. Bắt không kẹp dẹp rồi. Đó, giờ lấy cái liềm đi kiếm nữa. Như đó thấy gì hai chồng ăn cả ngày đi chứ. Trùng trời nắng lên này, nói chung là ông trời thương lại cả nhà. Ở đây mà ban đêm mà làm cái mà câu mà thả câu câu ngầm á. Dính lắm trời. Thả câu ngầm nữa kìa. Nắng lên tội nghiệp anh vợ á. Thả câu ngầm nữa kìa, thấy có chuyện giống dân trong nghề quá ha. Chị không biết câu ngầm hả? Không. Cột cái cọng dây câu vô á, cái chai cũng được nữa. Ừ. Rồi dục ở đây thấy vô gấp vuông hơi sáng thăm một cái đi. Ừ. Tôi hút thuốc ở nhà biết buồn không quê. Tối nay đêm nay đây cầm cái thuốc hút một thời bài. Kệ hửa máu. Nắng là tao nghĩ tao giảo không quê. Nắng rồi giá. Nói chung là Trình này cỡ luôn á. Nó bao lớn rồi. Nuôi mà thả được một con. Nói chung là cái này cho ăn là bao ngon luôn nha, chứ không phải mấy con Trình mà người ta nuôi công nghiệp nữa. Ê làm gì? Vậy. Thôi lần bờ kè ra lội về. Lội bộ về cũng được vậy? Nó làm có liền mới gì lội. Mình tới chỗ này cái mình lội qua kinh bên kia mình lội bộ nữa. Nó làm bờ kè không có liền á. Thì mày lỗi qua đó. Đi bộ tính lộ bộ thiệt cái gì trời. Đang giáp ở khu ổ ở nó chiều luôn rồi đó. Trời chở lâu dữ vậy. Mày là bự nè. Vô cây. Chỉnh nó vô qua. Hay quá anh Bảy ơi. ba con nha cả nhà. Đảo bên kia nó làm 5 con, nó 8 con. Quá khéo. Sắc cầm bệnh thiệt, cầm bệnh kho cai, hai cà cai gì đó. Ăn cơm tới luôn ha. Cơm 3 bữa. quá khéo. Trình đồng chứ vậy? Trình tự nhiên á. Đồng nó lương khác, trình khác gì vậy? Trình đồng gì? Chị ở trong này trong đồng sao mà? Đồng cái gì nữa mà? Ngoài biển thôi mà đồng.
quất con cầm tay tới luôn á. Ông kia ông chạy đầu tư độ gớt con lươn mà ông đụ nó chạy sao. Chuẩn bị. Xẻo quá anh Bảy ơi. Con thứ tư nha. Bốn con rồi cả nhà. Bây giờ thấy găm này luôn. Cả nhà thấy ở dưới vùng quê dễ kiếm ăn không? Dễ đâu dễ, nãy giờ nắng độ má chết mẹ luôn dễ. Không bằng mà đi làm mướn. Hay làm mướn có tiền, cái này có ăn hay gì? Ủa này có tiền thì mày bán thì không có tiền cái gì trời. Ôi trời, nãy giờ câu chưa được tiếng đồng hồ nữa. Quá trời bằng rồi cả nhà, cái bằng này trái kinh khủng rồi chứ. Không có trái bự ra, trái nhỏ nhỏ không à. Còn non bự, con mốt nó bự. Ồ cái này chiến sao nó bự chứ ta. Chiến sao mà về lên đây bẻ bằng tới luôn. Nè bằng cái nhà. Trái cạnh cạnh. Ôi trái nhỏ nhỏ còn mà nhiều quá trời trái luôn. Quá kinh khủng. Ôi, chắc nhầm ăn gì vậy? Chưa non. Chát không? Mới già. Chát. Chát không? Ơi, non non chát nè, trẻ rồi mình chấm mắm đường ăn ngon bộ. Ông mua quá mắm rút khô quá. Gì? Mắm rút khô. Mắm đường ăn ngon nữa. Rút khô mà làm cay thiệt là cay á. Chát mà cả nhà ơi. Tại mình ăn cháo sốt sốt ruột chổng chút, ăn cháo gà nhiều nhiều chút. Hay là nó ba lớn nó không bự nữa. Thấy nhầm con chà bá rồi bà. Hả? Thấy nhầm con chà bá nữa bên tay. Mà mấy con này ăn béo thiệt quê, phẩm ăn nè. Dính 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 dính. Chuẩn bị. Wow. Năm con nha. Cắm đầu. Máy xanh nó bắt thái độ ba ba mày. Đi coi cái chồng tao quýnh cho tao. Lấy dao mọi người chạy. Đó, được năm con nghe nha. Nói chung là hang nào cũng dính chứ. À, bây giờ em sẽ thử câu thứ hai dính rồi. Chung là đó cũng thấy người ta câu mà xe hả? Xe ra như lỗ mấy xe có lỗ tai vậy đó nha. Còn nó ăn biết gì trời. Ăn không lẽ nó dịch không dịch cùng dây bà. Đỡ hồi lấy lên lưỡi câu không đi. Lấy lên cùng dây không lưỡi câu vậy. Thôi kêu hàng trình mà chút cái lên con mà khía ngồi cừ không. Hàng trình kéo lên mực tột mới đã chứ. Cái hàng này bự gì trời. Mà khía vậy bà. Thọt lộn mà khía. Đó, anh bảy anh xe mà nó đưa cái tay vô chổng nó đúng. Đỏ như thọc qua kia. Không vô mày ơi. Kìa quá. Lại luôn. Kìa quá. Anh thọc á là còn cái lỗ là ngoài không biết được xe luôn. Không qua dân trong nghề cái thôi. Không qua dân trong nghề xe nó nằm ở ngoài không. Lại rồi chứ. Chúng hàng ba khía quá à. Cái gôi dân trong nghề dính không nha. Nãy cái hang nhỏ kêu anh. Cái gì? Hang nhỏ sao bự vậy? Lộn hang cái gì quá. Đấy hóc mày giùm tao đó nó rồi. Lộn hang anh phải ơi. Hồi nãy hang nhỏ dở hang cho bự quá trời. Hang trình quấy hơi như ông cống vậy đó. Hồi kiếm hàng khác rồi mà cái hàng đó không phải hàng bữa kia rồi. Ủa không phải hàng trình đây. Nãy im lắm mà sờ hàng bữa dưới. Chứ anh móc làm cái gì ông cống gì đó. Anh móc bự hồi cái hàng đụng mấy hàng gì luôn. Không ổn quá nhờ. Cái cô dân trong nghề mới làm được nghe chứ. Tính nhờ bỏ nghề đi biển về đi câu trình bán mà cái này chết rồi. Đây nha cả nhà. Nói chung là được 5 con mà bây giờ trời nắng quá trời nên hết ăn rồi phải đi vô thôi. Nó như này cũng vừa rồi. Trình vuông mà ăn béo béo cực kỳ luôn.
chưa để nấu cơm mẻ ăn không đủ đâu, có xào sớ ăn cũng đủ. Bây giờ mình xào sớ ớt nha cả nhà. Giờ chuẩn bị bầm xả nha. Thôi cái này để cũng được vậy, để giống như là dừa luôn á. Sao lại của anh đánh già. Giờ bầm xả nha cả nhà. Em sẽ làm vai đầu bếp chính. Bay vậy ta. Hai đầu bếp phụ bầm xả nha. Bầm xả với là làm con trình. Cái gì mà xấu xấu nậu dừa vậy đó. Hôm nay em sẽ đảm nhiệm đầu bếp chính nha cả nhà. Đây, nãy giờ đã làm xong rồi nè. Nó trình để mình sắt phanh nhỏ nhỏ cái mình xào xả ớt nha. Đây, rất là nhiều xả luôn. Tại vì xả càng nhiều ăn nó càng ngon nha. Nói chung là mỗi người mỗi công việc. Cho nó nhanh nhanh nha nha. Chưa đây, nãy giờ khơi giác đã làm xong rồi nè. Không. Sao không nói? Hả, không nói sớm. Chắc nấu nồi cơm số 10 đó. Đẩy nồi cơm nó xây luôn. Đặc sản. Món này là món ruột của em nha. Ăn ngon. Rồi. Đi. Cái nhiều nước cho sệt lên. Rồi. Rồi. Rồi miếng đường vô nó đây. Vô đây, chơi đây chơi, chơi nguyên đi. Đợi đây. Rồi. Rồi ngọt ngọt cái hồi cái mình nêm lại miếng muối, miếng mắm nữa. Giờ thêm cái này nữa thôi giá ơi. Thêm miếng ngại vô nữa đi. Miếng này. Rồi. Quá đặc sản. Đi nó chưa vàng nữa ta. Đây, xong nha nha. Xong một món. Chung là khá là nhanh, vô bếp là khá là nhanh luôn. Đó, làm gì làm đi. Thế Bình Hiếu làm món gì em Hiếu? Mình thì có muốn ăn lạc không à. Ăn chay á, cho muốn sầu tỏi. Bẻ này thiếu. Này. Nè mình chơi nguyên bọc củ đế luôn nha cả nhà. Quay màu màng xong chơi rồi mình đi về là vừa đó. À. Sáng nhậu ngỏ nha cả nhà. Chơi củ đế không à. Mồi bén không à, uống bia vậy. Các bạn đừng nói mình hết tiền uống rượu nghe ai ngờ hết tiền thiệt đó. Nó dở tới đâu rồi, nó dở tới đó rồi, nó đã. Nè chiếc, nè chiếc rượu. Để dưới đi, để dưới kìa. Để cho chế độ lên đi. Ừ. Cầm nó theo hoài. Xin chơi. Đây nè, con rắn này nha. Đang má vú rồi kìa. Hả? Con rắn nướng nè cả nhà. Rắn nướng mọi luôn nha. Rắn bắt chuột nghe cả nhà. Đó. À, rau muống xào tỏi của anh Minh Hiếu nè. Gà xé khoai. Nấu cháo. Nấu cháo à? Đây. Sợ ớt nè. Rút tay á, nhá không rút tay ơi. Nổi tay á. Lâu vậy. Còn món tức nữa đang nướng. Bây giờ em mời cả nhà thưởng thức với mấy anh em. Nhấp tiết. Nhấp tiết. Bữa ăn nhỏ nhỏ. Có 8 món à. Chung là còn món nữa nha chứ chưa hết đâu nha. Khi xương này trước. Rồi, có luôn nè. Được. Có chạy không ta? Dạ. Xe đó mời lên mời xuống lên. Chung lên nha em. Bữa nay mình ăn lạc. Ngon chấm không? Sao anh Bảy thử món xá ớt cho anh Bảy. Chấm ngon. Ăn lạc mà chấm nước mắm kìa hả? Ừ, lạc mà chấm nước mắm. Thôi lỡ ăn mặn luôn thôi rồi. Sáng không nhậu mà ăn ngon lắm nha nha. Mầm tờ bãi rồi. Để mặn chén cháo rồi nha. Ăn chén cháo mới có sức. Có lý tưởng. Có đầy canh thế thôi. Qua quận ơi, cái đây em muốn sao? Tiếu, chơi quay. Muốn sao, hiểu không?
Thiếu cho chú đại tôi qua quần. Ê, ăn nhân cháo của đó. Uống đi Hiếu. Giác kìa. Chơi Hiếu. Vậy ăn đi rồi hả? Uống kìa. Đang ăn uống vậy. Hầm đi em Giác. Qua bếp. Đi đi anh. Tại không chờ. Rồi. Thứ gì ngọt không? Ừ, ngon rồi đó. Đi bao. Dễ bộ quá mình uống. Dễ bộ quá. Ngon dữ. Mình cái được rồi. Đó. Ai uống bia anh chọi giờ uống mạnh lắm không không? Mình đang uống lít rượu giờ ẻm quần luôn á. Sao như trời. Rất mới tám bộ thôi anh kìa. Ít ít thôi. Tao hai người, hai người. Ăn miếng rồi này. Này hơi lạc thêm miếng bấm nữa. Còn chắc còn lạc. Chắc là tại vì cái miệng sáng chưa ăn vậy cho nêm nếm nó cũng không hấp hấp dẫn đâu. Phải mặn không? Không mặn nó cay nữa. Dạ. Thiếu nếm nữa. Thiếu độ cay luôn. Thiếu ớt rồi. Rồi. Chung là cũng được rồi nha. Nói chung vậy là quý lắm rồi. Thôi này, bỏ thêm miếng nước mắm với me với bằng không à. Bỏ thêm miếng mắm vô cái mình quậy lên một được không ta? Đó vậy đi, ăn vậy luôn đi chứ. Không, được. Bỏ lên xào được hả? Đem xào cho. Vô trong chảo đi. Bỏ vô, bỏ nước mắm vô. Ở nhà nước mắt quê hương nha. Không mùi thơm rồi đó nếu mà. Dê thơm rồi đó. Trở hoài á. Làm quê trời. Lấy. Uống chủ nhà cái bà ơi, uống chủ nhà cái. Uống cái tay sẵn lấy không? Sẵn lấy rồi đưa bỏ đó. Kiểu này đi chung thôi chắc về riêng quá. Không chung xe đó rồi. Nhắm chân thủ tay rồi đưa lên kia liền. Chị đánh lạc hướng trời. Ơi. Lên nhiều chặn quá chỗ thẻ tiền đâu vô thẻ kịp đâu. Quay chưa? Cái gì nó sớm. Đâu lên Giác. Kì. Bạn nhanh nào vậy? Rồi, cái gì rồi? Em đang ăn cổ máu gì vậy? Nhưng ngủ ngon chưa? Ừ. Ngủ ngon á. Anh Nguyễn xin nó rồi. Anh uống chưa? Chưa. Anh Giác chưa? Quạnh luôn à? Ừ. Xào với xào cũng không có giòn nó được không? Mình, chát mình nấu cái lẩu ra nó bén ngót vậy đó. Trời, nước lẩu ngon quá ha. Vị giống ba giác. Mời anh em nha, tắt chấm mắm đường. Nói chung là món này rất là đặc sản của những người uống rượu ghiền như tôi nha. Ôi khô mó. Khô mó. Bút lá. Để cho khô môi thôi. Trời ơi trời đã nó. Còn đây là cái món yêu thích của em nữa nha. Cốc non chấm mắm đường. Mắm đường phải cho kẹo nha. Món thịt hoa. Mời cả nhà nha. Ô khô mó. Ô khô mó. Khô mó. Ăn cái nguyên trái ngon. Ngọt. Ngọt. Ngọt ngay luôn. Để miếng luôn. Uống rượu đây. Má có một đồ ăn đã rồi, ngon ẹo bộ, nó ăn nguyên rượu quá. Cái trái nó bóng lưỡng à, ừ. Nhìn thấy em á. Rượu lưới mà ăn cốc thứ gì. Cái món này nói chung thì cũng tạc hại rất là nhiều người. Trong khi mà ăn nhậu mà ăn với đồ chua nha. Ngày xưa ông nội ngoại ăn ba này không, ông đi sớm. Khuyến cáo không làm thử ha nếu mà. Đâu có viết bản gì chút, ông có để nói, ông nói câu này không? Ông có để đây tôi mới biết đó. Cho nên tôi mới thử lại thử cái y gan như là cái lời ông nói hay không. Uống rồi ăn cái cắn đi. Rồi ngồi nhóc. Ngồi nhóc như nè. Sao nãy đồ ăn cóc. Để được ngồi ông mới ăn được mà. Còn nhiều miếng đi. Không kịp đó nghe. Nhá không miếng ớt vô một cái nữa mới tập tới chứ. Tại gán ăn gì chứ cay chết bà luôn. Thằng người gan. Cay nào đâu mà cay ớt khô mà cay vậy. Cay trên nước chấm mà. Ăn như ông thách thái mà đầu mà. Cay ngon thích hợp đó. Ủa tôi muốn rồi mà ta. Không nó nhai nguyên hộp luôn á. Xuống rồi hơn như vậy. Tên anh á. Chú ý là bọn anh uống á. Bọn anh uống. Gót lịch sử đi. Anh nó đi với vàng quá. Vàng thì chứ. Giờ mình chơi mình ra mình tại cây mình bẻ luôn á nha. Cốc non không kìa. Cốc này chưa bự nữa nãy được còn trái xuống rồi xuống. Cốc này không có tịch này chứ. Cốc này là cốc lịch tịch luôn nè. Còn nữa không ta? Bệnh kìa nhóc, rỗng bệnh. Đâu, ở đâu? À. Ơi, chụp nó anh. Nè, đi nè, nè, nè. Nè, nhóc kia nè. Một xúc. Nó vừa ăn rồi mà ơi.
Đây nguyên chùm luôn nha cả nhà. Nha. Đây à. Hai nguyên chùm luôn. Ăn vừa xong. Ăn nè. Ăn hột luôn nè. Ăn xong chung nhà đuổi luôn. Ừ. Má. Cái chạy. Con em mới tịch nè chứ. Ăn xong chung nhà đuổi luôn. Rồi, rồi hai vợ chồng chết rồi. Thôi như đủ anh Nhân ơi. Hai xíu nữa. Chó lạnh đó. Chó lạnh nó muốn tù lên. Lại đây, lại đây. Trời. Nó luôn kìa. Dài dài năm nữa lên trên YouTube coi nha. 5 năm nữa. Ừ. Trời ơi ngồi kìa. 5 năm nữa có gại rồi rảnh quay cho coi cái này tắm mưa nè. Nè, tắm sông tắm mưa nè. Chung mà cuối cùng cũng về đến nhà cả nhà. Nói chung là trời cũng đang mưa luôn mà ráng chạy dầm mưa về luôn giữ mình hết trơn luôn nè. Đây. Này cháu qua nữa rồi cả nhà ơi. Cháu em nó qua nữa rồi. Cháu qua nữa cả nhà. Cháu qua nữa rồi. Không phải về bển về nội mấy bữa giờ qua đi chơi nữa rồi. Đó, ngoại. Qua đây chơi với ngoại nữa rồi. Đây đặt đồ mới nữa nha. Mới nha, ngoại đi chợ về mua đồ mới đó. Đẹp không? Đẹp không cả nhà? Đẹp trai quá ta. Đẹp không cả nhà? Quá trời đẹp trai. Ngoại của bà Chính đẹp không cả nhà? Quá trời đẹp trai rồi. Dọn đi con, dỗ nó đi con, cười đi con, chào bà nhà đi con. Con chào bà nhà buổi tối. Chào đi con. Cười ơi, cười ơi. Cười ơi, cười ơi. 1, 2, 3, cười. Trời em 7 tháng mấy vậy nè? 7 tháng. 7 tháng à? 7 tháng mấy ngày đó. Vậy hắn mấy ngày đó. Con kêu con nó thấy cái này gì biết không con này cái máy nè quay nè. Thôi vậy giờ cũng mệt mình quá trời giờ đi tắm cái này. Thôi em xin chào cả nhà luôn nha. Nói chung là hôm nay đi quay cũng khá là dài luôn rồi. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở những video lần sau. Cho anh Tài Hồ anh thưởng thức trước nha. Ở dưới cặp chạy luôn cái gì đó. Cắn cái đợt này nè. Phải hỏi lính nè. Thiệt à, cái này cái đây cái quê thiệt à. Làm thơ rồi đó. Đặng nha. Chạy mà. Đổ chậm luôn đó. Cái gì? Nhân sâm nè, rượu nhân sâm nè. Ủa ốc nổi nè. Có rượu cắn hổ nữa. Cắn hổ với bìm bẹp nữa nha. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì em lại có một tiết mục ẩm thực ở bên nhà của Tài Hồ cả nhà. Con của thuyền trưởng. Hôm nay sẽ làm cái món đặc sản ở miền Tây là món vịt xiêm tiết canh nha. Chung hồi tối em cũng coi YouTube biết bao lâu đấy mà mình xem cách mà làm tiết canh nha. Đó giờ em cũng không có làm nữa. Đây là lần đầu tiên luôn nha. Đây con vịt xiêm đây. À, thịt xem là cũng 2 kg ngoài 3 kg nha. Đánh vỗ to luôn vậy là hả? Để tôi pha nước cái nữa đây. Đây nè, Tài Hồ nè. Tài Hồ sẽ nha. Sẽ làm tay sát thủ nha. Đánh tiết nha cả nhà. Tối gì em hiếu coi là có hướng dẫn là đi 6 muỗng nước này nha. 6 muỗng. 1 2 3 4 mày cắt khéo rồi chị sáu muỗng nước nha. Nước mà mình nấu nấu sôi rồi mình để nguội nha cả nhà. Nước lọc rồi. Với 3 muỗng nước mắm nha. Mà tối thì người ta hướng dẫn nước mắm ngon mà cái này cũng là nước mắm ngon nè nhưng mà không biết có được hay không nha. Tại vì nói muối mà không có iốt đó nó mới không có đông, mà muối mà có iốt thì nó sẽ bị đông. Ủa nước mắm 3 muỗng nha cả nhà. 1 2 Ok. Đây. Qua được cái này nha. Đó bây giờ mình sẽ cắt tiết rồi cái mình sẽ bỏ vô đây mình đánh nha. Ủa, lâu rồi. Cuối cùng ta cũng được một tô tiết nha. Đó. Tí nữa thì sẽ bước tiếp theo thì em sẽ làm nên sẽ quay tiếp cho cả nhà xem. Chó đâu tại? Không đem về đó. Quay quắt hả? Có sấy không?
Hai con luôn hả? Dữ rồi. Chó nhỏ nhỏ thì thấy cưng quá. Fly của anh ơi, đặt nó có sấy. Giờ anh Tài Hồ sẽ chuẩn bị nhặt lông vịt nha cả nhà. Chuyên nghiệp đấy. Quá chuyên nghiệp. Sau khi làm được một con cò. Sống nổi. Ôi vịt đi rộng mấy bữa mà thành con cò luôn rồi cả nhà, quá ốm rồi. Cái này chắc có nhiêu là mình bầm vô mình ta đi canh hết. Đi canh hết luôn quá chứ nhiều quá, nhiều tiết quá trời. Chính mà... làm 7 món. Vịt thì làm 7 món là khỏi ăn luôn đó. Đây. Nãy giờ sau mấy giờ giặt lộn với con vịt, bây giờ mình đã đem nó vô trong mình luộc nha. Đó. Mình luộc để mà mình luộc đây tí nữa cái mình lấy cái nước luộc vịt này cái mình pha chung với tiết nha. Còn mấy cái phần thịt rồi chung là nguyên con vịt này chắc em sẽ bầm vô hết luôn nha cả nhà. Bầm để mà ăn nó mới đủ chứ thì con vịt ốm quá trời ốm rồi. Trong thời gian chờ đợi con vịt chín bây giờ mình ăn cơm như xương chứ rồi. Sáng giờ không ăn nó bụng quá cả nhà. Sáng nay qua ăn chật nhà Tài Hồ luôn anh. Thịt kho vịt với cá trình chiên sớt. Con ké. Ngon quá. Thất đinh á. Cái chanh làm nhiều không? Một tô chút đó. Trời ơi, nó làm nhiều lắm. Cái gì? Đây em sẽ nướng củ hành tím, tí nữa mình bầm chung vô với mấy đội rau luôn nha. Cái chanh mình sẽ sắc ra nhiễm chung với cái củ hành tím mình mới nướng nè. Đi. Giờ mình sẽ bầm thêm một ít rau nữa nha cả nhà. Rau thì có ngò gai nè. Rồi rau húng lủi. Với rau thơm nha. Lóc thịt rồi khóc lóc đi nha. Cái phần thịt vịt này mình lóc luôn cả nhà. Thịt nói chung là hết trơn, lấy lại con vịt ốm quá trời nên là lóc hết trơn hoàn thịt luôn mình bầm mới đủ. Giờ mình sẽ bầm cho nhuyễn chứ nữa mình trộn với cái miếng rau mà em đã bầm rồi nè. Đó, ăn cái rồi. Ăn nhẹ rồi, chết mẹ bẩn trời. Nhưng mà bầm ra nguyên một mâm luôn cả nhà. Rất là nhiều luôn nha, thấy ít quá trời mà bầm nhiều quá. Giờ em sẽ trộn cái phần rau khi nãy em bầm nè. Tao điện bả ơi, điện thoại cho tao. Đây đây đây. Đó. Quay thấy hết cái mâm rồi coi. Hết mầm luôn nha. Ngon rồi. Đó. Rồi mực bị gì rồi? Chứ hả? À, đứa trên mặt. Ủa mày có niêm được chưa? Hử? Nước có niêm không ạ? Không. Nước có niêm gì không ta? Niêm uống mùi ngọt. Chưa niêm. Chưa niêm bé. Nhưng mà quyết không có nước mắm rồi đó. Đây là cái phần nước luộc vịt khi nãy à. Em có nêm một ít đường, bột ngọt với miếng muối cho nó vừa ăn. Ngồi chưa? Còn phần này là phần tiết nè, ngồi đây nè. Đó, phần này là phần thịt với rau đã bầm sẵn rồi nè. Cái kiểu như cỡ nhiêu tiết thì mình châm lên thì cũng được. Nếu mà 10 phần tiết thì mình pha khoảng tầm 6-7 phần nước này là vừa rồi. Tiêu hộp à? Tiêu để ngoài mà ăn cứ. Nếu mà tiêu hộp bỏ vô luôn. Đây đây quay tay. Đây đây đây. Đây. Chung mà chơi với một mâm rất là to luôn. Pha nước này tiêu vô nè. Tiêu hộp nó phải ghen. Tiêu hộp bỏ nguyên cái hộp vô luôn á. Thôi để hồi ăn ớt đi. Ừ, ăn ớt á. Bỏ tiêu. Tại vì cái mâm này rất là nhiều luôn. Nhiêu giá mà. Tôi cũng không biết nhiêu giá anh em. Đại đi. Đại thì đại đi. Đất nè. Tại vì hết luôn hết vậy. Rưới hết luôn á. Nhiều đó thật. Không hay gì nhiều cũng nhiều anh vui. Giờ sẽ rưới vô trong à. Miếng nên đi qua này đủ không nè. Miếng nè, xịt miếng đi. Không thấy nhiều quá trời nó bị lạc á. Rồi rồi rồi. Giá nè. Rồi. Nếu mà nó không có đặt lại là thành công đó nha.
nè, thành công tào lao á. Rồi giờ sẽ rứa lên nha, nhiều này chắc không thấm hết nhiêu đây quá ha, ít nước à, tại vì mình quá dành nhiều thịt rồi, không có miếng máu. Ừ, không được, không sao. Nước đó để hồi nấu cháo, cháo húp hay ít nước rồi nè, không nhiều mà pha thêm nữa, không được, pha lỏng, pha nó không có đặc, nhiều quá là nó không đặc á, nãy không biết nhiều không nữa nè, sợ nhiều quá là nó không có, nó không có đặc cái này lại được, đây nè. Đó, bây giờ để cho nó, để cho nó đông lại là mình sẽ dọn ngồi ra mình thưởng thức nha. Cái mầm tiết canh nha. Giờ mình tí nữa mình thưởng thức rồi mới biết nó ngon hay dở. Quay nào. Trời, này quay quay cậu được chứ. Quá nó kiếm nó chở đi chơi nó nghe. Đây nha. Đó, mầm tiết canh luôn nha. Phèo nữa nè. Phong cảnh khá lý tưởng luôn nha. Nhậu kế mé sông luôn nè. Đó. Uống rượu đế nữa nha. Đây cái nam không? Rượu yến nè. Yến Tủ Quỳnh giữ à 35 độ luôn hả? Nè, tổ yến tươi Đại Nam nè tại. Đó. Chị đổ rồi. À, chẳng kiếm nó yếu nổi. Cho anh Tài Hồ anh thưởng thức trước nha. Rồi đi nặng miếng chanh rồi bỏ miếng ớt rồi rau rồi vô. Gai rồi bỏ vô. Ngồi gai nè. Gai rồi. Đó. Ngồi gai rồi húng lũi bấm cho nè. Từ đi ơi. Gặt lắm nha. Ngon quá. Dạ nó mắm gì vừa nha ba, nó mặn chát rồi nó sao mặn nha. Chan vô vừa ăn được rồi. Thấy gì cũng ok rồi đó ơi. Lần đầu tiên làm đây, đừng bỏ cái giá nước sao là ok luôn đó. Thèm đi. Chắc là bây giờ hả? Rồi rồi. Dạ, nhiều quá không có thấm ăn chanh chưa? Rồi. Để cho đại họ thử thưởng thức trước đi, không lại nó thèm. Sao đấy? Bé không? Thịt hơi chín nha. Chín quá trời chín thịt rồi đó, đây luộc hơi lâu. Trời đây. Ăn chín thì nó tốt. À. Wow, hút cái nào. Nhớ gặp chạy luôn hay gì đó. Đã. Hiểu không? Ngủ vô ai? Làm vậy cốc ngủ nữa nè. Bây giờ giúp bây cậu. Sao bây không có mồi vậy kìa? Dương có mồi. Uống tay nhậu mà trộn cũng mồi chứ. Phải liền nhau vậy. Ủa cậu không ăn này hả? Không ăn. Cụ cốc đây cho nó thấm đi đấy ơi. Để không tiêu đó. Sao gụ người đâu? Gụ sao? Được, ngon. Hiểu không? Uống say nha. Em sẽ xúc miếng thử coi. Này những miếng chanh nữa nè. Nhiều chanh thôi chua. Để em lấy bàn cái nướng rồi. Ớt đây để dưới hả? Miếng ớt cây cây nữa rồi. Cây ăn mới được. Nó cắt ra không cậu? Nướng dính quá. Cho vô miếng nước mắm nè. Chung ớt ít được rồi. Làm bậy miếng thử nè cả nhà. Của tao không phải... Quá lạ luôn. Bốn ngoan luôn. Chắc không ăn luôn hả? Chung là lâu lắm rồi em mới ăn lại cái món này nha. Bốn thùng rồi. Mấy lon bánh châu. Chứ
tôm chín rồi cậu. Để dẫu chưa có mồi để ăn nữa kìa. Rượu nhậu mà chưa có mồi chống ăn nữa kìa. Lại chứ. À, cái gì bà anh sửa già dế chết. Sửa sao nó kem qua sửa vậy? Sửa già không, già không bự, bớt rồi chơi nhỏ. Sửa mồi đó hả? Kìa. Chỗ là mạnh tay thôi tại. Mạnh tay. Nhớ không mạnh. Mạnh tay à. Nó còn gai cho thơm, gai. Rồi. Thôi cái chén của chúng ta đó. Thôi lạ đó chú ơi. Miếng mắm vừa. Chả miếng mắm đây. Miếng mặn nha. Ít tơi nhiều quá. Ớt kìa, ớt. Mọi người ớt vô cây cây. Vô đó, ăn nhìn nhẹ quá, nhìn giác nó mổn nhẹ quá. Nghe không? Nghe không? Nó khỏi nói rồi. Tôi đâm miếng muối ớt rồi chứ. Muối chanh. Muối ớt rồi, chanh nhóc chanh. Không có gì mà ăn ớt nhiều cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Quá hả? Tao yêu không? Yêu không? Yêu không? Chỗ bùa ấm làm không? Được. Ngon. Nãy bỏ thêm giá nước xào nó không đặc á. Nó mới đặc hơi hơi à. Nhưng vừa ăn hả? Tránh đi ra là cho nó khô nước luôn. Là nó khô nước không có nước luôn á. Là đặc kẹo luôn á. Tại không có câu rồi. Hàng yếu gì cậu? Rồi. Nó bỏ vẹo lên hết luôn. Từ từ thôi, lúc bác vậy. Nóng nóng mà mới ngon. Đón đi ơi. Tôi đi vô đi ơi. Vô cái này. Qua anh cưới nè chục. Cậu nè. Ở dưới. Cho đem hình khác. Vừa làm trai vừa. Mét 2 anh. Đại hồ anh cưới vợ luôn nha. Đại hồ. 4 ngày nữa. Có mời cả nhà không? Mời tất cả nhà. Nhà xuống tham dự luôn. Không, mà cái video đăng lên là mày đám cưới xong rồi luôn rồi ba ơi. Đẩy thiệt á. Không. Đây cho cả nhà xem ảnh cưới của anh Đại hồ luôn nha. Đây nha cả nhà. Đó. Không có chữ gì gõ ta. Ừ. Đây nè, hầu tay nè. Đó. Đây là thấy mảnh cưới với ngoài khác nhau đó nha. Tại tôi chỉnh cho trắng lấy cho tôi đen luôn nha. Không bị không không lấy nét rõ nè. Tôi điện thoại hồi lấy. Nó gãy qua hút mà. Uống nó nhậu nó không nhậu chứ. Đây. Cùng bán qua bán. Mua bữa nào? Thì tôi hỏi cả cái đợt này nè. Ừ. Mày hỏi lính nào nhớ đâu. Mày hỏi thằng Thái giao cua bữa nào á. Ừ, thấy nhà này đổ cái rượu của mình như cắt cổ gì trời. Sao cắt cổ dịch nữa. À thèm. Thèm ai làm gì hả? Nói ẩm. Không mà tính lên mạng làm sao uống dịch. Cậu phải ăn hết. Ê trời. Trời, đổ bia đổ rượu. Trời đúng rồi. Ê trời. Láo hả? Nè. Đây gần hết nửa mâm nghe mới ba công cụ à. 64 rồi nghe. Vô luôn. Có giấy chưa? Chưa uống rượu được cả nhà. Vô coi. Vô. Nó chín rồi đó coi. Là không không ớt nó không dẹp. Ăn con chưa cái nào. Nó thiệt nha. Đây à, dùng 7 em nha. Thiệt à, cái này cái quyêu thiệt à. Đó. Ngon ngon. À, chiếc nhãn mày từng bảnh mày dám gấp lại thành chiếc nhãn nè. Ngon không? Những nhỏ nhỏ. Góc dương à, cố sơ, góc dương cố sơ. Bay làm ghê quê. Bởi vậy nói tối ngày cho em bò cho làm gì. Bò góc dương, bò góc dương. Thợ bạc đó thiệt không kịp nè, mấy người thợ bạc giờ hiện tại rồi, như thằng Thảo bỏ nó sao kịp mà chuyện mấy phải hoàng để gót cái gì mấy anh nha nhậu nha chứ tay ngờ đâu bằng đâu cái thiếu á sao chuyện mấy được không mấy tí canh được không ngon 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 thứ thiếu gì á thứ gì chanh gì có ai đang chanh chưa mấy em ơi trời ơi chưa đang chanh nữa gửi cầm chén chanh rồi ừ gửi đã chén chanh bảnh mà cha không chết gãi luôn rồi không có lạnh xương nha.
thịt câu luôn á, câu lọc với thịt. Thôi về mà nó thôi quay lấy đứa chị là thấy là ngon vui rồi. Nhưng mà cái ăn nhiều quá hơi kỳ kỳ nha. Thôi bơ bơ đi đấy. Dạ nếu chạy thì miếng hai người ta chơi cũng ăn. Ờ Hiếu Chanh ăn ngon bữa nữa quay lấy tiếp nữa chắc là ăn quá kỳ. Ủa đấy ăn quá ta đồ kìa. Ngon. Vô đây, vô đây. Không sao. Không học đắng cho mình thôi. Đắng. Ok. Thôi vừa thôi. Ui da trăm mấy trắng. Cái dọn ông vụ này nãy giờ đổ tôi biết. Ừ, ai dọn ông vụ này sao đổ quá trời đổ rồi nè. Trăm à, cho đất. Tại ra ai? Tại chiếu. Tại chiếu hả? Tại. Trời trời. Vô trăm á. Trăm mẫu. Ruộng trăm không đó. Làm cái phô câu vậy. Thấy rủ lạc lạc mà xuống nãy giờ thấy nó tê tê với ta. Thử đi mọi người. Không biết đồ đua còn hát được. Ủa? Rủ không hát rồi hả? Rủ không hát rồi thì chạy, rủ hát thì dữ nữa. Ở trong bên đây chỗ đâu vừa chạy. Tại mình xuống cái bồn tròn bơm nước ở đây chứ mà anh ấy. Dạ. Thôi coi tao có thơ nè. Được rồi. Bình dương chiến rượu thơm tình bạn. Đó. Lạc cảnh chung trà thả bóng chim. Đủ. Trăm năm gặp nhau vẫn nhớ. Chơi hoài mãi mãi chẳng quên. Nó đi nhiều câu thơ đi thiếu thấu. Mà đi Bình Dương luôn đó. Thôi nó mấy chữ, năm chữ gì? Vô. Mà nhậu này đúng mát luôn trời. Nghe ngọn gió luôn. Ở cảnh đẹp nè. Đông không? Đông không đâu. Lượng không có giá nãy rồi em nghe. Trời ơi. Dưới mắm rồi. Thức chanh ơi. Chanh bánh này quá. Đưa cho chanh như vậy chứ. Vậy hết hai đường. Thật khôm luôn rồi. Chút này chút nọ mọi nhà nha. Mới thấy hương vị trong vui chân chị vũ trà. Đọc thơ, đọc thơ rồi đó. Ngon, ngon, ngon. Chút này chút nữa mới có chút kia. Ngon, ngon không? Ok. Chút đây đó mới có chút, chút hương dồi dào. Vô. Chút ra. Chạy nha. Chạy nè. Đồ uống là chậm luôn đó. Cắn chỉ nọc cái gì kìa. Nọc hộp bây giờ à? Nọc hộp bây giờ. Mấy người hôm qua đi. Chơi chơi thấy món cá sồng với cò hả? Cò hả? Cũng cò hay Việt. Cò hả thai, cò hả thai. Cò hả thai. Nói chung là có mấy ông anh đi biển cũng đỡ luôn cả nhà. Hết mồi cái mấy ông anh chạy ghe vô cái mình đem mồi lên mình chơi tiếp. Đó. Giấc này là anh chột anh say rồi nha. Nói chung bị này say rồi đó. Say cả nhà ơi. Ai nhậu tới sáng, ai chơi tới đâu chơi tới đó à. Ừ. Ủa chiều giờ có 27 lon à trong mình. 27 lon. Nói chung ở đây là bà con dùng họ không nha. Đây là anh hai là con của người dì thứ 7 nè. Đó đá rồi uống bia. Còn đây là ông anh gửi con của người về thứ 7 nữa. Còn này thằng em làm cua cho thằng Tài Hồ. Thì Tài Hồ với em thì cũng con cậu nha, con người cậu thứ 8. Bà con không à. Đây à con này à. Ông anh hai con của người cậu thứ 5. Nói chung là nếu mà nguyên cái dòng họ em mà nhập lại một cái là coi là đứng giáp nguyên cái nhà này luôn á, rất là đông luôn nha. Bữa nào có lẽ là em làm một cái CG mà đi lại thăm từng người một cái là nguyên một năm luôn nha. Kiểu như là đi lại xăm từng người ở trong nhà của bà con là cỡ một năm mới hết cái video được. Được 6 tháng. Hơi đông á. Đi 6 tháng. Tại vì bà ngoại em tới 9 người con luôn. Sáng bia đồng ý. Chị sang bia rồi đi. Ở đây qua ly này giữa qua vậy. Nè. Bật luộc luôn nè. Uống ai uống nữa không nói vậy. Hả? Rồi vô cái đây quên. Nhậu không nhảy thì chán thiệt. Đúng rồi. Vậy là con em đó hả? Ừ. À, uống cái này để uống của chuyện không bia qua chứ hết rượu rồi. Rượu để chân cho đồng đều đi chứ lấy con trai kìa. À. Ừ.
Không dạ phải không? Nói chung mà đi vòng vòng bà con trong họ không là cũng hết nguyên một năm luôn cả nhà. Rất là đông, đông lắm. Khui hàng cả nhà ơi. Wow. Wow. Thứ gì chịu nổi thứ này nữa. Hello, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em cũng lại tiếp tục ra ngoài ruộng cả nhà. Bữa giờ thì em cũng có nói là sẽ ra ngoài ruộng để mà quay clip để bắt cá với nướng đồ ăn với mấy anh em. Sáng giờ cũng đã chuẩn bị xong hết trơn rồi. Nhưng mà thời tiết không được không được đẹp cả nhà. Đang mưa lâm gâm nữa nè. Khi nãy là mưa rất là lớn luôn. Không biết sao là mỗi lần mà mà ra ruộng quay là có trời chuyển mưa à, ngộ vậy đó. Không hiểu sao luôn. Sóng lắc quá trời lỗ lắm trời. Này sẽ đi với Cali Giác với Bình Hiếu nha. Mình bé thì mấy người mà chơi cái khác trốn đá gà đá vịt, còn mình chơi trốn mưa. Sao bãi nào? Hả? Xích đẳng đi. Ở đây được không? Ở đây xích đằng kia, đằng kia cũng đẹp, cảnh đẹp. Nói chung là ra ngoài ruộng quay vô cái cảnh cho không khí quê hương. Cảnh rất là đẹp nha. Cảnh thì rất là đẹp rồi đó. Chứ không phải mình đẹp nha. Hôm nay mình Hiếu quá trời nổi rồi đây. Vàng da quá trời vàng da. Hôm nay em sẽ thôi tí nữa thì sao làm món gì thì cả nhà sẽ biết sao. Cha em đang bơi xuồng, tí nữa em sẽ đi giăng lưới với cha em. Nói chung thì cái thời tiết này cũng êm nhưng mà như thế này luôn nghe, chứ mà mưa lớn là không êm đâu. Ở đây hay vậy? Ở đây mình chụm lửa chứ đây. Đem nhúm than đi. Nhúm than trước đi rồi cái đi văn lứ rồi quay lại. Đây cho nó bằng bằng ơi. Ở đây bằng nè. Lên ngậu trên đây nè rồi đặt cái máy dưới này. Đừng lưu để đây. Chút qua tắt mày đừng lấy cho lưu với đồ nhúm lên. Tí nữa sẽ cho nhà biết. Đây nè. Cái này là chuột nha cả nhà. Đây là con chuột rất là to luôn. Con chuột này là con chuột cống nhum. Chuột cống nhum. Để con nói chuột cống lan chạy. Với mấy con chuột nhỏ nhỏ nè. Chuột nhỏ nhỏ là chuột cơm hả? Đó. Em đã ốp sẵn hết trơn rồi. Nói chung là cái mấy cái khâu chế biến này kia thì em không có quay. Mà nhỏ nữa chuột xạ. Đó. Vậy đi. Hôm nay em sẽ nướng bằng một cái khạp. Kiểu như người ta nói chuột quay lưu á, nhưng mà nướng bằng cái khạp. Chắc chưa trong cái khạp không? Không biết là khạp này khạp chờ chống Mỹ tới giờ nha. Phải khạp của hồi chống chống bây giờ. Ở đâu ra đâu? Ông đang để ở nhà. Có. Gì vậy? Cái này gọi để mình cổ nè. Lại chứ, bây giờ để nhúm hàng đi, tao đi văn lưới với chào. Rồi đi khác lấy văn đi dắt tôi nhúm. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu thả lưới. Không biết là có dính hay là không nữa. Tại vì cá này giờ cũng ít rồi. Phải neo. Tí sau mình quay lại mình thăm cả nhà. Ồ nắng là không sao. Trời ổng còn thương. Ba tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa nhổ đúng ra ngồi kìa cái nhà. Tới công chuyện rồi. Tôi thấy nó chạy ra đó anh chở. Chạy bầm chạy bỏ luôn á trời. Sợ ba. Chúng cái khạp cái té khạp lội vô luôn à. Rồi luôn. Văng lưới xong con, quay lại chưa thấy nhúm gòi trong bếp lửa nữa. Cái này giống phim tài thiên gọi thằng gió quá vậy. Mình lên mạng các bạn thấy cái muốn làm đạo diễn hoặc chiều gió chiều đây nè. Đây. Dì kẽm nha. Cái nhà cho mấy em lên, chuẩn bị cho mấy em lên thớt à. Lên lưu. Lên lưu, lên lưu. Đây ba con này siêu to luôn nè, dịch gà nướng ba con này chà bá lửa luôn nha. Nè
Hồi đó giờ dịch nhà nướng lu quá, mỗi tay à, chuột nướng lu. Đồ mà hẻm đừng có đẹp đẹp chứ. Anh chúc anh vợ ôm ôm cái lu nướng cho chín hết mấy chuột này anh vợ. Nổi không? Ôm mà buông ra. Cái mệnh như chuột vậy. Cái bự rồi. Cái dài. Đây, ok. Bây giờ mình chuẩn bị hạ em đó xuống nha cả nhà. Đây. Vô vô Hiếu, vô Hiếu. Cho mấy em nó gì nơi ăn nghỉ, suôn sẻ. Cho mấy em nó không khối. Ừ quá trời. Sát không ta? Gần quá vậy ta. Thu lên đi. Thôi ní bạn qua xíu đi. Ừ bạn than ra. Con bạn ra đi. Than này nó nóng rồi đó, không nóng đâu. Quá trời bụi kìa. Bụi. Cầm đi quạt cho than cháy luôn rồi. Gì? Cái nữa hả? Em nó chưa muốn chịu xuống nha. Trong thời gian nãy giờ chờ đợi mà tới mà cái đường mà nó bị ướt bây giờ nó khô đường luôn rồi đó. Sáng ngán rượu bây giờ chờ tới giờ thèm rượu luôn đó cả nhà. Dạ, nói chung thì muốn ăn cái gì cũng phải đổ mồ hôi nước mắt của mình vô để nó cực khổ có ăn được các bạn. Trời. Vậy cho xuống nha. Trời. Tàu đứt ngay nha. Biết khi nào ấy thì cùng nào thôi bài. Tại vì nóng như lắm bây giờ không nóng đâu. Tại nó dồn có hơi nó đi lên mà. Ừ. Đừng có để nắp nó khói. Cho bà chạy sợ. Quay đầu rồi chứ. Quay đầu rồi mày gỡ ra hả? Ừ. Rảnh. Chờ nó chín tới, nếu mà chín tới ở chờ lại dưới lại khác á. Có đâu. Cái nắp lại cho nó ủ hơi cả nhà. Thì ở miền Tây mình á thì không cần phải mà đi mua ở đâu xa, cũng không cần bắt thang để mà bẻ những cái dừa cao. Cái dừa rất là lùng nha, bẻ ăn là tới, ngồi tại gốc ăn, úp vỏ vô gốc để mua mốc lấy củi ra làm khuôn, làm củi đó nha. Đây là dừa của người ta, không phải dừa mình. Cả trái bên lớn này ăn nguyên vỏ vậy. Trong lớn về nhà hấp như là hấp củ năng vậy đó. Nhưng mà đi còn đây là cà dài nha. Thường là cà này nướng nhăn thì xào rất là ngon, mà trái rất là nhỏ. Cà đóng giác. Chung thì ở đây cây nhà lá vườn đồ trồng mà chứ không phải là đồ mình đi mua nha. Trái mình để là nó quằn ngã cây mà. Quằn ngã cây thấy đồ có số quằn trồng mà. Bí. Có trái luôn. Bí cũng có trái luôn nha. Bắt được đồ tốt dữ trời. Bắt dữ đâu mà. Bắt dữ thiệt ơi. Bác này mà làm rớt vàng là 11 nữa anh lâu quá ngày là đẻ luôn á. Trồng lên mọc lên cây vàng luôn á. Ông trời đã trồng chỉ ra hai chỉ này trồng đá à. Ra hái à. Quá trời. Chia tiền xong rồi vàng da quá. À cốc nè. Cái cốc là đồ khổm. Kệ ở dưới có hai trái kìa. Cái cốc là khổm mà ăn cổng á gió thổi nó rụng nó cốc mày không nghe, rụng cây với lụm ăn là khổm á. Kìa. Nè. Ăn đây rồi ấp đốc tính tiền. Cái này không biết ký như cái nhà. Cái này mình ăn trước trả tiền sau nha. Cũng vô vườn quá ha. Ừ. Trời ơi, trời sáng mà ăn trái cốc một cái thứ gì chịu nổi. Cái này cốc không có xịt thuốc xịt bậm gì đó ha. Có đâu. Có xịt thuốc sâu à. Mẹ nhà. Sáng chưa ăn miếng cơm nữa. Trời ơi. Nhìn mặt ơi. Có ngọt. Quá ok hả? À. Nó ngọt không á, mấy cho mẹ ăn chút à. Chuồng giòn đã quá. Quá trời mắng cầu ta rồi. Trái kinh khủng luôn. Mà không được bự nha cả nhà. Nè. Trái nhỏ không à. Chùm hết trơn nè. Chín không? Cây nhà lá vườn. Nhà lá vườn ngay dương kia mình nó bị thúi dây rồi mình bẻ mình ăn nha. Thúi không à. Lấy vỏ là bỏ túi chút vô ca cần vỏ tính tiền á. Ngọt quá. Ơi, trời ăn mà bỏ ruột. Ruột nó mới ngon á.
ăn như kia mà bỏ hột. Rồi lẽ ăn cái cắp này bỏ rửa. Không bỏ rửa. Trồng lại bơi. Ngày bữa mưa lên. Trời ơi. Bỏ ngồi. Tìm kiếm gì hấu. Sao thấy xanh xanh lẹ ta, hồi lần nhớ chồng con kim nó vàng lắm. Hai ba lỗ quá. Giống. Hả? Giống á. Hình như con kim này con kim đường cái gì nè. Ồ. Ồ, nó hư chưa rồi ba ơi. Nè. Thúi dây rồi. Thúi vô rồi, bị sâu ăn nè. Wow. Cái này ăn được không ta? Sao im sụm vậy trời? Héo vậy vậy này. Chuột nó ăn nè. Đập đầu héo kìa. Mượn đầu anh vậy. Ý, chín rồi. Không biết ngọt nữa. Quá ngọt luôn. Nghe luôn hả? Thử coi. Ăn. Đây tới dưa hấu nha cả nhà, dưa hấu trái cũng rất là nhiều luôn. Cây nhà lá dừa đây, con trái rất là to luôn nè. Đó, trái bự bự không ai nhả không bé hả, đỏ không chạy đỏ. Rồi căng trái này nhiều, biết vừa hồi vô trả tiền nè. Khoảng thứ hai đâu ký lô hai như là vậy, hồi vô trả tiền ký nhiêu tiền không biết nữa, mười năm á, hai trái rồi. Ở mình đi về chỗ mà chỗ mình nướng đồ á, mình ăn mới có dao thôi cả nhà. Dưa hấu này cạp dơ lắm. Ê bé dơ bốn cái dừa uống đâu, dừa tao đó, dừa tao đó. Cây nhà lá vườn dễ chơi. Nói chung thì nói đi vườn của người ta là tôi mạnh tay lắm cả nhà. Cái vụ ăn uống á. Trời ơi, cũng mát nữa nè trời. Lúc xài đúng mát luôn. Ồ, quá trời sâu vậy trời. Đu đu lá là gì mày? Đây, cái vừa này cũng mới trồng nha. Bà mẹ bẻ vậy? Sao? Nguyên buồn cái gì? Con mẹ quá. Con nó không? Con mẹ quá. Bà dẫn con cây nữa. Con mẹ bà ngủ con vừa lớn. Dạ, có cái giống vừa, ta vừa ngọt mà. Gì vậy? Con mẹ bẻ ủ nó. Thử, thử con trái đi, ăn thử con trái đi. Sao? Vừa ngọt, lấy vàng. Cạp. Cây giá cạp được không? Cây giá. Được. Được rồi. Ở mà trong cái thứ nó còn chỗ gắn gan giả không ta. Mày gan giác mạnh lắm bài. Rồi tôi đang làm đó đó. Cho cái dừa kìa. Bởi cho dừa non bởi đấy chưa. Cái dừa non à. Quá cái sao gãy hai gan cửa nó mang vô trong. Ăn uống gì nữa. Má đi bài á, mình đi bài á. Nói giờ hấu của mà nằm chồng sao cứng quá. Ăn ăn giá hấu cũng răng à. Nó. Ra nước đã chứ. Nước ngọt chứ chứ. Ăn cây vừa đủ tiền luôn cả nhà ơi. Không bề, má ăn bao giờ sạch răng lắm. Vừa bàn chó cắn ba sợi vừa. Răng nó chống tư rồi. Nói chuyện ra mắt là má cà tới giờ tới chỗ thì nước chảy ra hết. Vừa cá bự quá là vậy á. Có lỗ hả? Kìa. Con non hả? Non. Non. Đúng không? Đúng đi. Cho tôi lười không mày. Chứ giữa chảy hết nước mà nước miếng vô trong tại giờ chảy nước người đậm á. Mời cả nhà nè, nhà không dám uống đâu. Ngọt không? Lạc lạc quá, vị non mà. Vị non hả? Cũng ngọt. Chị chua không? Giờ biết làm sao không? Chặt nhà thử màu ra đó lột chỗ. Trời trời, cái quậy bên đó ốc nổi vậy. Trái nhiều quá. Cái 40 trái á. Ốc cho nó lớn ra nó cũng bớt nữa.
có đâu. Đẩy lại. Ê. Sau là Thành bớm đẹp nè. Mình nếu xả xong cả nhà. Giả bộ phải. Tại vì mình nếu xả sau mình giả bộ bắt. Giả bộ bắt cho con sâu là thấy mình hiếu mà thật sự mình không có bắt con sâu nha, mình cũng sợ. Giả bộ mình cầm cục đất hay là cái gì đó mình giả bộ mình thấy và thể cảm giác ảnh sao. Nó nghe rồi đó. Đi. Gió. Đi. Làm gì vậy? Khủng quá vậy? Ngáo quá vậy trời. Làm gì vậy? Bả. Chạy đâu vậy? Đạp đồ người ta vô chợ nè. Xào quá vậy heo. Anh sợ sâu thì không biết nha. Giả bộ quá vậy á. Mà anh chạy quá thì chạy rồi. Giả bộ á. Má ăn sâu nó ghê trời. Thầm lưới rồi nhà, dính con đó. Biết nhiều không nữa. Một con. Được 4 con không? Hai tay lưới không được 4 con nữa thôi. Để ngày mai luôn. Cái con sâu hồi nãy nghe nhà. Tại giờ mình nếu sợ mà mình hiếu mà đang thăm lưới. Ủa trưởng vậy mà nó sợ sâu. Ừ. Sợ sâu là tao giả bộ tao bắt nữa đi. Nhảy xuống mò nè. Có biết có cái nâu không à? Không có rồi. Hả? Cái nâu mò dính đó. Giờ chuẩn bị khui hàng cả nhà ơi. Wow. Thứ gì chịu nổi thứ này nữa. Quá ngon cả nhà thấy không? Chín như chạy. Tôi thấy cái bộ lòng nó chưa chín đây vậy. Wow, mấy chuột bự nó bị khét cả nhà. Mấy chuột bự tại vì nó sát lửa quá. Đó. Quá trời đã rồi. Được là con nhum quá, bự quá. Nha. Quá. Nói chung là bữa nay là cũng thành công cái món chuột mà nướng trong một cái khạp nha. Gọi là chuột nướng lu đó. Đây còn đây là con chuột rất là to nè. Đó. Wow, rồi bây giờ mời cả nhà thưởng thức. Ủa, với em với Calajac với cha em nha. Mấy tiếng đồng hồ mới có thể được hai cái sâu này. Cái này mình làm sao? Để dưới đây đây hồi nướng cá nữa. Hồi nướng mấy con cá. Cây này sao? Phải lấy cho ngựa cây quýnh kiếm đi chứ. ăn rồi tôi với anh ngựa cây thử luôn đó. Cỡ cái dây chì ra đi rồi hồi mình lấy mình nướng cá. Chì em đang luôn hay làm để đây? Nhìn hấp dẫn luôn. Nhưng mà nãy không có setup nguyên cái mâm gạo. Tính ra đây bẻ ba cái lá cách. Ăn uống lành mạnh cả nhà. Bữa nay không có mang nha. Có theo chạy. Cái gì? Cái chiếc cà. Quá đắng mà. Rồi trời. Đừng quay khúc này. Rồi giùm chỗ coi chứ. Nếp bây giờ à. Cờ đã. Hai con sợ sâu nữa không? Chơi đây, chơi đây. Quá lành mạnh nha. Cái này ăn nhiệt tình nó hết nổi, cái căng dính không hết đâu nha. Nhìn thấy chảy nước miếng rồi đó. Càng không biết có thuốc có bằng hai chén luôn đi. Bỏ đại dưới cũng được vậy. Chấm đi cho nó ngon. Lấy con cá kìa. Bây giờ nướng cá đi. Bây giờ bỏ con cá để nướng đi để thôi làm rồi này là hết than luôn. Nào. Được 3 con cá phi nữa nha. Kể em chuyện luôn. Sao xong? Ai là người thưởng thức, cha thưởng thức trước đi. Ăn cái lùi trước đi, mốt thưởng thức con bự trước đi, đây mới con nhịn. Được rồi. Ở nhà ăn hết lại xin câu chuyện coi nha. Chơi đi, cua đi, ăn đi. Mà anh em nghe. Chung thì màu này các là đặc sản ở trong miền Tây của mình, mà biển không có ăn. Và mình thấy tiệc nhậu để cho mình có đói ăn cho đã. Đó, gặp này ngon. Ngon không? Chạy miếng luôn.
đúng là ăn chuột phải ăn vậy nè, chứ đừng có mà xạo này xạo kia không mắc cái chắc ngon của chuột. Cái này là chuột đồng nguyên chắc nha cả nhà. Ủa đây muốn thử muốn ăn hỏi ngủi á, thấy với một cái thứ gì sáng thì chưa ăn cơm chưa ăn vậy, nói chung là nãy em ăn có trái cóc này nha, trái dừa, trái dừa thêm. Không có chương luôn quá đã. Nói chung mình người ta dễ ăn lắm, ngoài đồng ngoài bãi cái gì cũng có ăn, nhưng nói chung cái gì ăn cũng được, tại mình không dám ăn á. Vào việc thôi nha cả nhà, nãy giờ quá trời chảy nước miếng rồi. Nói chung mình ăn cơm sớm tối ăn ngon. Trời ơi, ca mà bé này mà ăn không ngon, cứ đây mua uống bia bỏ luôn. Cống nha, cắt là to luôn nha cả nhà. Cũng ngon mà chén nước mắm cũng ngon luôn. Thôi mời cả nhà nha. Thiếu gạo nè. Chợ đã. Cái cà chó không ăn chắc. Cái cà chó không ăn. Đâu? Đó. Là. Sao không? Cà là cái ổi. Phở ngon rồi. Đập thịt quên. Có xương hay vậy? Ừ. Cũng có xương. Ăn xương dễ rửa rã. Cái này cà đẳng giặt là cà gió là. Cà tím. Nó lấy chạy trên dưa leo rồi. Sao ẩn có hả? Có trái rồi không? Có. Không bẻ, không gầy. Có trái non á. Ớt chưa cay. Cay nữa ăn mới đã. Chơi giờ muốn trái ớt gì vậy? Hai trái. Trời trời. Nhiều quá. Tám à? Ừ. Điều tiếp ổng của mình thôi, nga nó còn phép nữa, giờ mới móc ai tiếp mình. Tiếp ổng rồi ai mới móc ai tiếp mình tự tử chở nhà vô mà tiếp nghi á vậy. Tài tiếp được rồi, tài có nhậu nhẹn đâu tiếp bởi của mình. Tôi cho hai thằng nhậu vậy luôn. Cá bị chưa? Mình ăn chuột xong mình uống vô trái dừa nó còn cái gì bằng. Giờ tắm rửa ngủ chắc cái nữa đây xứ vừa vậy. Đây tới cà phê nha cả nhà. Được ba con à. Đầu cho nó xuống cái đầu trước. Nè, chín tét thật. Nè. Này cầm nguyên con ăn nè, cha kìa. Được. Ba người ba con đi, tôi không ăn nữa rồi. Ăn chuột không? Cái này là năm ăn năm thua. Được chín rồi. Chín rồi. Mà chín lắm. Nóng rồi. Thường tao nói cơm no ngủ say, bữa nay ăn hồi say luôn. Cà phê đồng ăn nướng gì cái gì cũ á. Ừ, béo rồi trời. Béo vừa vậy với cái trưa gì cũng tới nè. Ủ nụ luôn. Ngọt. Ừ. Nóng cô á. Nó còn nước. Cái này là vừa ăn luôn rồi. Còn rồi. Nó quên luôn á. Ờ, để mở luôn. Nóng lắm rồi cả nhà. Nóng lắm. Nóng quá nghe. Béo. Ngon ngon. Thời giác. Đây cả nhà. Thời giác cái thà chứ trời.
nhìn thấy thèm liền. Muốn luôn bọn không? Mình nói chung mình không có người thành thị, mình ở chung qua nhà cà phê nướng là đúng sách luôn. Mày nhà. Tiền Giang mãi đỉnh. Đồ nấm ngon dữ trời. Ngon cá lóc nữa. Ngọt hơn nhiều. Chắc con làm con chị này quá. Béo không nổi rồi. Không béo đâu rồi. Vì ăn có ăn đâu biết. Chiều qua tam giác nữa. Qua đại. Thấy gì chứ cái đó tới chiều còn than nữa. Lâu lắm. Ở nhà ăn cái làm đứa nhỏ dơ ra biển mình ăn dữ hơn nữa. Mà đọc mà ăn biển mới ngon được. Trời ơi đây cái đồng ngon, cá đồng là ngon nhất. Cái đồng cà phê ăn cái đầu à. Ăn trái dưa hấu nữa rồi quất cái trái dừa nữa. Nghe vậy đừng mua, đừng ăn đầu cá chốt mà chạy xương không mà nghe. Mà có phi đuổi mấy béo. Quá bén. Giờ mình ăn tới tráng miệng nha cả nhà. Tráng miệng trái dưa hấu nữa. Đưa tay coi. Dưa hấu này bẻ tại vô luôn. Nói chung ăn gì là không có sợ. Đỏ không? Đỏ không? Wow. Cũng hơi trắng trắng nha. Hồng hồng. Nè nha. Nói chung đúng chắc. Miền Tây mãi đỉnh. Hồi vô căn ký tính tiền nghe nha. Em phải của em chồng. Rồi tôi không biết căn sao nè. Căn đại đi, căn đại đi, 2 ký ngoài. Ăn trái còn vợ trái, căn trái tính là trái. Mời nhà nha. Mà cả nhà ăn dưa hấu nha. Chút là trời cho mình heo cháo đó ồn vô đi, cho mình hơi bẻ. Học quá. Quá biết. Mình hiểu máy nấu á, giữa chặng mình hiểu bỏ chạy cả nhà ơi. Chịu ăn chá mình đi vô không nổi rồi trời. Tại vì không ăn nào ngủ. Nè. Ngon lắm bà. Nó có bộ dạng mà này ngủ chịu vô luôn. Mình hiểu là đi nặng rồi cả nhà. Nghĩ sao ra ngoài ruộng mà đau bụng. Ê đánh quay mình hiểu nè. Đau bụng mát không ạ. À tới đây. Ê bốc mùi quá. Qua cho bốc mùi trên gió xuống gió đứng đi ơi. Lào quá. Nghĩ được đâu vậy. Nè ăn đi. Dưa hấu tôi chọn đỏ dữ vậy. Ăn đâu vậy? Quay đi. Có quay thấy đâu. Quay chưa? Quay rồi nãy giờ ba. Mấy người đây nói gì vậy? Lao trời. Đi bứt cỏ chứ có gì đâu. Sớm đi kiếm trái cây ăn. Người ta nói anh đau bụng. Cái anh lại nói anh ai biết. Nói hên mày mà nãy giờ mày ấy ai nói đâu. Nói chung dưa hấu này cũng ăn được nha cả nhà. Ruột ngọt mà cái vỏ thì nó hơi chua, mình bỏ vỏ. Ừ, gom cơm cái dây lại không ta? Lấy dây đi, xài gì xài. Ừ. Để không nữa, mình nướng ăn nữa. Cầm câu luôn. Nó mướt con lắc con tay anh vỏ xỏ xong nướng ăn. Rồi. Bánh nha. Bỏ vô xô đi. Bây giờ tới hành trình đi vô nhà này cả nhà. Cái kẹo này chắc cái khạp thì chắc bỏ ngoài ruộng luôn rồi. Chết được không? Bỏ rồi. Đây giờ vô trồng cả nhà. Cái gì cũng có ông anh gửi ở Gạch Giá xuống nãy giờ gọi đấy giờ.